Sáng nay ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Danh Mệnh, 19 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2017, Mệnh có quen với bé gái 12 tuổi thông qua mạng xã hội Facebook. Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2017, Mệnh tìm đến nhà bé gái này ở thành phố Rạch Giá rước đi chơi. Đến khuya, Mệnh không đưa bạn gái về nhà mà chở đến nhà mình ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất. Tại đây, Mệnh đã ngỏ lời yêu thương và quan hệ tình dục hai lần trong đêm. Đến chiều hôm sau, Mệnh đưa bạn gái về nhà thì bị mẹ người yêu phát hiện con gái mình bị xâm hại nên đến cơ quan công an trình báo. Ngoài mức án 7 năm tù giam, bị cáo còn bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 10 triệu đồng.